Xin kính chào quý vị, tôi là Nguyên Khang, chào đón quý vị đang cùng đến với The Khang Show. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì The Khang Show rất là hân hạnh được chào đón ba mỹ nhân đang cùng có mặt trong trường quay của chúng tôi. Đây chính là ba diễn viên của bộ phim Người Vợ Cuối Cùng của đạo diễn Victor Vũ. Xin được giới thiệu với quý vị, Mợ Cả, xin được giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh. Mợ Hai, diễn viên Đinh Ngọc Diệp. Và Mợ Ba, xin được giới thiệu đến quý vị diễn viên Katie. Vâng. Thì đầu tiên là xin chúc mừng cả ba chị em với một bộ phim được đầu tư rất là hoành tráng và quy mô của đạo diễn Victor Vũ. Cho đến tận bây giờ thì khán giả cũng nhận được rất là phản hồi tích cực về một cái bộ phim mà có thể nói là nó phản ánh khá là chân thực về câu chuyện của xã hội thời phong kiến ngày xưa. Với chị Kim Oanh, cái cơ duyên của chị đến với vai diễn này như thế nào? Khi mà đã gọi là một cơ duyên thì Oanh luôn luôn nghĩ rằng đấy là một cái duyên rất là lành. Đến tận giờ phút này khi mà xong phim rồi, ra rạp rồi, Oanh vẫn còn cảm thấy happy và chỉ mong là cái premiere sẽ kéo dài mãi để chị em vẫn được gặp nhau. Còn về việc đến với bộ phim Người Vợ Cuối Cùng thì cũng rất may mắn là anh Victor Vũ đã có một lời mời rất là đẹp trong đời của anh. Khi mà được nhận vai diễn này, anh cảm thấy rất là thích, cho dù là vai cái thời lượng nó có ngắn hay dài với anh không quan trọng. Quan trọng nhất là được làm việc với anh Victor và lại còn có một cái duyên rất là tuyệt vời nữa, được gặp hai cô gái xinh đẹp ở bên cạnh. Cảm ơn chị. Còn với Đinh Ngọc Diệp, tôi được biết là mình là vợ yêu của đạo diễn Victor Vũ. Vâng, thế thì tôi nghĩ là chắc cũng không khó để mình trải qua được cái việc casting để trở thành một bà vợ trong cái bộ phim này, đúng không ạ? Thật ra là riêng với bộ phim Người Vợ Cuối Cùng thì anh Victor lại có một cái cách chọn diễn viên khác với những bộ phim trước đây, là anh đã đo ni đóng giày cho từng người. Chẳng hạn như là anh biết chị Oanh và anh mời thẳng. Khi đi là đã mời từ khi mà còn viết kịch bản. Và Diệp cũng vậy, khi mà anh viết vai Mợ Hai thì anh cũng đã lấy cái hình ảnh của Diệp ở ngoài đời mà viết theo, cả những cái thoại hay là những cái điều tương tự gì đó của bà Hai ở trên phim, là anh nghĩ là nó rất là phù hợp với Diệp và viết theo cái tính cách của mình một phần nào đó. Nên thành ra là bộ phim này là chúng tôi đều đã được mời chứ không phải đi cast. nhưng mà thực sự là anh ấy viết đo đi đóng giày cho mọi người đấy à? Vâng ạ. Ôi thật tuyệt vời. Tại vì khi mà đã mời rồi thì là xem thêm những cái phim mà mọi người từng đóng và tính cách mỗi người, thì anh đã biết được là cái đoạn đó anh tưởng tượng trong đầu là chị diễn làm sao, anh Quang Thắng diễn làm sao và Katie như thế nào, là cho phù hợp. Thế còn với Katie thì qua lời tiết lộ của chị Đinh Ngọc Diệp thì em chắc là cũng nhận được cái lời mời trực tiếp từ anh Victor, đúng không? Dạ đúng rồi. Thật ra là em đã gặp chị Diệp với anh Victor lâu lắm, trước khi mà em đóng Tiệc Trăng Máu á. Là đợt đó cũng có một cái dự án, nhưng mà tới bây giờ, tới Người Vợ Cuối Cùng thì mới có cơ hội được làm việc chung. Thật sự là em cũng nghĩ là nó cũng là một cái duyên. Tại vì em cũng đã bước qua một cái trang mới với những cái nhân vật sẽ trưởng thành hơn, chứ không phải là còn những cái cô gái ngây thơ xinh xinh mà chỉ đi dọa đàn ông thôi. Còn bây giờ là một người phụ nữ trưởng thành và có nhiều chiều sâu hơn nữa, nên là em cảm thấy rất là vui khi mà được đến với dự án Người Vợ Cuối Cùng. Vâng, thế thì bây giờ mình bắt đầu với lại cái miếng ghép đầu tiên. Thưa quý vị, đây là một phân cảnh trong cái bộ phim này. Và hình ảnh của Mợ Cả xét giỏ của Mợ Ba. Vâng. Đây là một cái bức ảnh mà nó thể hiện được cái ánh mắt, cái nhìn đanh đá. Và đặc biệt là ba nhân vật của chúng ta thì là ba sắc thái tình cảm rất là khác nhau. Đầu tiên thì Khang muốn hỏi là chị Kim Oanh, em thấy là những cái việc mà hóa thân thành những cái vai diễn rất là đanh đá và những cái vai mà có phần hơi phản diện, không phải hơi đâu mà cũng nhiều phản diện đối tượng, Thì dường như là nó là rất là phù hợp với lại cái sở trường của mình, đúng không ạ? Oanh nghĩ là bản thân Oanh cũng là một người rất là nhanh nhẹn này, có thể phải nói là thông minh nhỉ, có một chút và những cái suy nghĩ của Oanh bao giờ nó cũng đi đến tận cùng. Nên là khi mà nhận được cái nhân vật bà cả này thì
nhân vật bà cả có ghê gớm chút chút thì anh cũng sẽ đẩy nó lên. Mà ghê gớm mà ví dụ như anh Victor viết kịch bản là nó lên đến đỉnh rồi thì anh cố nhích thêm tí nữa để làm sao đấy để cho cái nhân vật nó sắc nét. Và cái việc này nó cũng liên quan cả đến việc anh giảm cân nữa. Tất cả những cái vai diễn mà nó mũm mĩm hơn một chút đó, thì cái những cái góc nhìn ấy nó không được sắc. Và khi mà anh giảm cân cho cái lớp mỡ ở dưới da của mình nó sát vào, nó hết đi và chỉ còn da và xương thôi thì cái nét nó rất là đanh và sắc. Đấy cũng là một cái mà anh nghĩ rằng là nó tạo nên được một cái hình tượng, những cái ánh nhìn mà nó làm cho khán giả hơi lạnh sống lưng một chút. Có nghĩa là nếu như mà chúng ta chọn hình ảnh của những người phụ nữ mà nó hơi đẩy đà một tí xíu mà thể hiện những vai phản diện thì dường như nó là khá là quen thuộc với lại khán giả. Tuy nhiên chị đã nghiên cứu bằng cách là chọn một cái nhân vật mà có thể nói là từ cái ánh nhìn sắc nét, từ cái cử chỉ của mình nó toát lên một cái quyền lực cũng như là một cái gọi là cái sự phản diện rõ nét của nhân vật. Thế còn với Ngọc Diệp thì trước giờ thấy Ngọc Diệp toàn đóng vai đẹp và thường là những nhân vật khác. Ủa chứ vai này không đẹp hả? Đẹp nhưng mà phải chưa nói hết. Thường đóng những vai đẹp nhưng mà cá tính nó nhẹ nhàng, nó không kiểu hài, không kiểu quăng miếng như thế này. Thật ra trong phim này thì Diệp là người ít thoại nhất trong đúng số ba bà, đúng không ạ? Đúng. Diệp có bao giờ nghĩ là mình sẽ là người đóng vai hơi kiểu quăng miếng, hài hước và tạo tiếng cười không? Không, Diệp rất là sợ luôn á. Tại vì Diệp sợ người ta cười không nổi thì tự nhiên làm vô duyên, làm bị đơ. Nhưng mà nhờ vậy á, thì Diệp cũng được thử sức cái cơ hội trong nhân vật mở hai lần này á. Thì đó, như Khang nói là thật sự là ít thoại. Có khi nguyên đoạn nghe hai bà này nói qua nói lại mình chỉ nhã nhã có một hai câu thôi. Nhưng mà những câu, những từng câu từng chữ đó thì Diệp lúc nào cũng phải ráng tập luyện. Thậm chí là nói giống như là vóc đĩa ở nhà vậy đó. Nói liên tục mấy chục lần, mấy trăm lần mỗi ngày và tra tấn anh Vũ bằng cái việc mình nói như vậy để hỏi anh ơi chữ này nhấn vậy được chưa, chữ kia lên giọng hay xuống giọng vậy được chưa, mà đến mức là thôi em ơi đi nghỉ đi. Nên đến khi mà đi ra ngoài hiện trường mình sẽ nói cho ảnh nhiều tông khác nhau rồi ảnh chọn cái em giữ cái này thì là mình sẽ làm theo. Đó cũng là ưu thế của diễn viên mà mình có người nhà là đạo diễn. Dạ, đúng rồi, em cũng nghĩ như vậy. Nhà là chứ, phải tập. Chứ Kim Oanh với cả Thái Thi thì không có cơ hội đấy. Không có nhiều rehearsal time bằng Diệp đâu. Không phải, tại vì mình không có được quá chuyên nghiệp, cũng không được học hành bài bản gì hết. Cho nên là mình cũng có một cái áp lực riêng. Và chính vì vậy thì cũng khá là hồi hộp nếu như mà khán giả đón nhận cái mở hai như thế nào. Nhưng mà rõ ràng là tại vì Khang có tham dự cái buổi công chiếu và Khang thấy là phản ứng của khán giả họ vẫn cười rất là dễ thương. Ít nhất cũng phải 3-4 đoạn đó trong cái trường đoạn mà Diệp đã quăng miếng trong cái thoại của mình. Còn với Cathy thì thật ra đây là một cái vai diễn mà tôi nghĩ là Cathy chịu rất là nhiều cái sức nặng về tâm lý để mà thể hiện nhân vật. Thật ra không biết là với Cathy diễn như thế nào nhưng mà tôi xem là tôi rất là nể Cathy bởi vì tôi thấy được cái sự trưởng thành của bạn khi mà đóng cái nhân vật này. Thế thì với Cathy thì cái việc mà mình thể hiện cái vai một người phụ nữ mà quá là nhiều số phận như thế này á, nó có phải là một cái vai diễn thử thách lần đầu và là một cái hành trình mới của mình khi mà mình đảm nhận? Em nghĩ chắc chắn với vai Mợ Ba Linh sẽ là một cái bắt đầu cho một cái hành trình mới với những cái vai diễn sẽ thử thách hơn đối với Cathy Nguyễn rất là nhiều. Thật ra thì em nghĩ rằng là khi mà em vào vai diễn này nó cũng là rất là phù hợp tại vì em mới vừa qua một cái khoảng thời gian có thể là gọi là khủng hoảng tuổi hai mấy đi. Thì khi mà vào Mợ Ba Linh thì nó lại rất là phù hợp để em có thể giải tỏa những cái cảm xúc bên trong của mình cùng với nhân vật. Và em luôn rất là mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn về cái cuộc sống của những người phụ nữ. Và Mợ Ba Linh cũng cho em thấy rất là nhiều thứ và trải nghiệm cùng với cô ấy. Em thương mẹ em và thương bà em hơn rất nhiều. Và em thương những người phụ nữ đã hy sinh cho gia đình của mình. Tại vì đôi khi họ đánh mất những cái gì cho bản thân nhưng mà họ lại dành hết những cái năng lượng, những cái hạnh phúc nhất cho con và gia đình của mình. Xem cái phim đó thì tôi thì hơi bị phân vân một chút ở cái tính cách của Ngọc Diệp, bà mợ hai. Tại vì tôi thấy thường trong nhà, nếu mà ba bà thì chắc chắn hai bà kia sẽ ăn hiếp, đè đầu cưỡi cổ bà
bà Út, bà Ba. Chứ ít khi nào mà theo cái phim đó thì tôi thấy là có vẻ là mợ hai lại rất là ủng hộ và yêu thương mợ ba. À, thì thật ra là mợ hai là một cái người trung lập, nghĩa là sẵn sàng ăn khiếp mợ ba chứ không phải không. Nhưng mà mợ hai thì lại có một cái kiểu nó hơi nhân nghĩa một chút xíu, đúng sai rõ ràng. Và tất nhiên ba bà trong gia đình đại diện cho những cái người phụ nữ khác nhau. Họ cũng vẫn muốn bảo vệ cái vị trí của mình, nhưng mà họ cũng có những cái khát vọng tự do hạnh phúc. Thì thật ra là trước những cái điều bất công mà mợ cả gây ra cho mợ ba, thì bà hai cảm thấy cái điều gì đúng, điều gì sai thì mợ hai lên tiếng thôi. Tại sao có tới ba bà mà không phải hai bà hay là bốn bà? Thì tại vì anh nói là mỗi người sẽ là một cái tính cách, một cái số phận khác nhau và một cái tâm lý khác nhau. Tuy nhiên cả ba người sẽ phản ảnh là những cái tâm trạng của những người phụ nữ thời chế độ phong kiến trong một cái thế hệ hôn nhân đa thê bất bình đẳng. Khi mà nhận kịch bản của anh Victor Vũ á, thì cái điều gì trăn trở đối với cái Tiên Nguyễn? Thật ra cái điều mà em trăn trở nhất là thật ra em cũng nghĩ rằng ngoại hình và cái khuôn mặt của em sẽ làm mọi người rất là tò mò, cũng như là chưa hoàn toàn tin được em có thể đóng một bộ phim cổ trang. Tại vì từ trước tới giờ mọi người sẽ nhìn em với cái hình ảnh một cô gái rất là hiện đại. Em Gen Z mà, tất nhiên em sinh ra trong cái thời điểm bây giờ thì tính cách của em cũng rất là giống những người bạn cùng lứa. Nhưng mà để mà có thể bấm cái máy quay lại thời gian là một người phụ nữ thời phong kiến thì em cũng gặp khó khăn rất là nhiều. Nhưng mà thật ra là vì sự ủng hộ của mọi người và đạo diễn Victor Vũ, chứ lúc đầu em cũng nói là em lo mà. Em thật sự là em không tin. Tại sao lại tự nhiên mời em, mà em biết anh Victor chọn diễn viên là cũng rất là kỹ, chứ không phải là vì em đã có kinh nghiệm hoặc là em đã đóng 5 phim rồi đâu. Nên là khi mà coi tạo hình xong em cũng thấy hài lòng và cũng như là an tâm hơn một xíu để có thể bắt đầu chuyến hành trình người vợ cuối cùng. Cái trường đoạn mà anh ấn tượng nhất khi mà em thể hiện đó là gì em biết không? Là gì vậy? Cảnh nóng. Đúng. Không. Không. Chưa chắc. Không. Nhiều khi anh Khang thích cái khác. Đó là một cái trường đoạn mà Khang nghĩ nó khá là hay. Nó cũng là một phần cảnh nóng. À, đoạn đầu đúng không? Đúng rồi. Cái đoạn mà cái người phụ nữ ấy đã buộc chân lên trên cái thòng lọng. Khang lại rất là chú ý đến cái chi tiết cái thòng lọng. Và ngay khi mà cái thòng lọng nó xuất hiện á, Khang đã nghĩ rất là nhiều thứ mà đạo diễn sẽ coi nó là cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt cái câu chuyện để mà kể. Khi mà đọc kịch bản tới cái đoạn đó thì suy nghĩ của em như thế nào? Lúc trước em cũng không hiểu là cái thòng lọng nó có tác dụng cho cái gì. Nhưng mà sau khi mà em đọc kịch bản cũng như là trao đổi với đạo diễn thì nó có ý nghĩa là mỗi lần Linh, mở ba Linh cầm vào cái đó, một là cô ấy sẽ tạo ra một cái một đứa bé, hai là cô ấy có thể lựa chọn lấy đi chính bản cái mạng của mình, là hai cái đường chọn sống thì cô ấy sẽ lựa chọn như thế nào. Nó cũng là một cái để mà truyền tải cái thông điệp là Linh sẽ luôn luôn chọn cái cách là tìm lại cái hạnh phúc cho bản thân của mình. Cô ấy sẽ đấu tranh cho bằng được để ít nhất một khoảnh khắc nhỏ thôi trong một bộ phim hoặc là trong cuộc sống cô ấy được sống trọn vẹn với những gì cô ấy mong muốn. Và thật ra thì em thấy nó rất là ý nghĩa, và mỗi lần em quay cái cảnh đó em cũng rất là cảm động, tại vì em cũng thấy là để mà là trở thành một người mẹ, đôi khi người phụ nữ phải vượt qua quá nhiều thứ, rất là khó khăn, áp lực gia đình nè, tình huống nè, sức nữa, sức khỏe nữa, thì em thấy thương phụ nữ quá luôn á, thật sự là em thương, rất thương luôn á. Thật ra nó là một cái, nói một cách cụ thể hơn, nó là cái câu chuyện của quá trình tạo ra sự sống và lựa chọn cái chết. Đúng rồi. Nó là ranh giới rất là mỏng manh của một cái sợi dây thòng lọng đó. Nó cũng thể là một cái quá trình vui sướng hạnh phúc, nhưng nó cũng là một cái sự đau khổ cùng cực. Và cái chi tiết đó chính là cái chi tiết mà với cá nhân của Khang cảm thấy khá là đắt giá. Quay trở lại với câu chuyện của bà cả thì thật ra với Khang á, đây là một người phụ nữ đáng thương. Thật ra coi phim á, chắc là nhiều người sẽ ghét bà cả, nhưng mà Khang lại thương, bởi vì bà ấy thật ra chỉ là nạn nhân của cái chế độ phong kiến. Khi mà chị nhận cái kịch bản này á, thì chị đã phải suy nghĩ và đắn đo như thế nào để cái nhân vật của mình nó vẫn khiến khán giả ghét nhưng mà vẫn làm cho khán giả thương. Thực ra khi Kim Oanh nhận cái kịch bản này và đọc xong ấy, thì bao giờ Oanh cũng phải đọc rất là nhiều lần. Lần thứ nhất là Oanh đi theo cái dòng cảm xúc của nhân vật mợ ba Linh. Anh coi như Oanh là một cô gái bị ép gả vào nhà quan.
Oanh đi theo cái dòng đấy để làm gì? Để Oanh sống trong cái những cái cảm xúc của Mợ Ban Linh đã phải trải qua. Rồi lần thứ hai Oanh đọc, Oanh mới đi theo cái dòng cảm xúc nhân vật của mình tham gia. Để làm gì? Để tác động vào những cái dòng chảy của cô ấy. Bởi vì nhân vật của Oanh là nhân vật phản diện. Tất cả những chỗ nào mà cô ấy hy vọng nhất, tất cả những cái chỗ nào mà cô ấy muốn khát khao đến tự do, đến tình yêu thì Oanh đều muốn xía vào đấy. Thế vì lý do như thế nên là khi mà nhận cái kịch bản này thì bản thân Oanh thì Oanh đã thương tất cả những người phụ nữ rồi. Trong lịch sử Việt Nam thì cũng có rất nhiều những người phụ nữ đã phải hy sinh cái tình cảm cá nhân để mà phải có một cái sứ mệnh. Có những người thì vì sứ mệnh chính trị, có những người thì vì sứ mệnh gia đình, có những người thì muốn giải phóng tự do cho chính bản thân mình. Chính vì thế nên là lúc mà Oanh đọc ấy thì Oanh cũng thấy rằng là tất cả những cảnh Oanh xuất hiện thì nó đều phải phục vụ mục đích là giải phóng tự do cho chính nhân vật của Oanh. Bởi vì cô ấy với Oanh cũng là một nhân vật rất là bi kịch. Nhưng mà cô ấy có một cái cách nó hơi khác biệt với tất cả mọi người. Đấy là cô ấy dùng những cái cay nghiệt nhất mà cô ấy phải chịu đựng để cô ấy làm ra cái, cô ấy xây dựng hình tượng nhân vật đấy. Cô thành một cái người bà cả như vậy. Một nhân vật ác như thế thì thực sự là đến chính Oanh cũng thấy sợ. Và Oanh cũng có trao đổi với anh Victor rất là kỹ về cái việc là có nên để như thế không? Có sợ là khi kiểm duyệt sẽ bị cắt không? Anh Victor bảo là anh tự tin làm đi. Vì cái thời lượng của em nó rất là ngắn. Thế và em cứ tự tin. Có anh ở đây rồi. Khi mà anh tham gia vào cái vai diễn này, anh nghĩ rằng là anh sẽ phải cố gắng làm sao đấy để tạo ra một nhân vật vừa có quyền lực mà vừa phải cực kỳ bất lực. Yeah. Bất lực bởi vì cô ấy không đẻ được. Bất lực vì cô ấy không thể nào mà bắt ông ấy ngừng không được phép lấy vợ tiếp. Bất lực là bởi vì là tại sao có một con thiếp mọn mà nó lại quan trọng hơn cả mình. Mình được sinh ra trong một gia đình rất là cao quý. Cô này chỉ là con nhà giàu thôi. Còn mình thì là một dân con quan. Tức là sinh ra nó đã ở cái vạch đích rồi. Thế mà lại thua một cô thiếp mọn. Bởi vì cô ấy nông dân. Vì cô ấy đẻ được. Nên là cái nhân vật của anh nó rất là bất lực và bi thương. Những cái câu chuyện mà chị nói về cái kịch bản nó phản ánh cái chế độ xã hội vào thời bấy giờ. Phải nói đến cái kịch bản của tác giả Hồ Án Hận đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Là cũng chính là thân phụ của... Thân phụ của Đinh Ngọc Diệp. Vâng. Cho Khang hỏi là cái cơ duyên nào mà cái tác phẩm này lại được đạo diễn Victor Vũ lựa chọn để đưa lên màn ảnh? Thật ra thì bố của Diệp là rất là đam mê về văn sử địa. Ngày xưa bố là hiệu trưởng của một cái trường lúc mà bố còn trẻ đó. Thì là bố đi dạy học. Cho nên là bây giờ tuy là không có làm việc giáo dục nữa nhưng mà bố luôn luôn là viết rất là nhiều sách, truyện ngắn, tiểu thuyết hay là những cái nghiên cứu nhỏ nhỏ xinh xinh thôi chứ không phải là một nhà văn chuyên nghiệp gì. Nhưng mà những gì bố viết thì đều đưa cho con gái đọc. Từ nhỏ đến lớn thì Diệp rất là mê làm sách. Tại vì Diệp cũng học về văn giống như Khang, về báo vân vân. Thì quyển sách nào hay là Diệp đem đi in cho bố và public ra ngoài mọi người để có thể là đọc được quyển sách đó. Thì trước đây bố cũng đã viết những cái tiểu thuyết về lịch sử rồi, về văn hóa rất là nhiều rồi. Thì đến cuốn này thì khi mà đưa cho anh Victor đọc thì anh rất là thích. Anh nghĩ đây là một cái câu chuyện nó có cơ hội để cho anh có thể kể những cái câu chuyện truyền thống. Tuy là mang phong cách cổ trang nhưng mà cổ trang lại là một cái thể loại mà anh có thể trực tiếp nói về văn hóa nhiều nhất. Cho nên nó quá là hợp ý anh. Chưa kể là nó lại không có nặng về lịch sử hay là một cái thời kỳ nào cả. Và anh cũng thích thôi nhưng mà cũng chưa dám tự tin đi mời ai. Tại vì ai cũng biết là cổ trang rất là khó và đầu tư nhiều. Và thực tế là thử thách về mặt xã hội nữa. Mọi người sẽ có những cái bình luận. Nhưng mà khi mà anh gửi ra cho các nhà đầu tư thì các nhà đầu tư thích quá và chọn đây sẽ phải là cái tác phẩm tiếp theo của anh. Thì đến lúc đó thì cả ba bố con rất là vui mừng. Vâng. Thật ra thì Khang cũng ngưỡng mộ anh Victor. Bởi vì Khang nghĩ là khi mà lựa chọn kịch bản này nó như là một cái cuộc chơi lớn. Bởi vì làm phim cổ trang thì rất là tốn kém. Mà chưa kể là anh lại phải đưa cả ekip ra một cái bối cảnh không gian miền Bắc. Khi mà gần như là đa phần các diễn viên cũng như là ekip sản xuất thì là người miền Nam đúng không? Chỉ trừ một vài diễn viên trong đoàn là người miền Bắc mà thôi. Cho nên rất là vất vả. Katie, khi mà em nhận lời đóng cái phim này thì anh cũng đã biết là em cũng phải sắp xếp cái lịch trình của mình
khá là bận rộn để gần như là block 60 hay 90 ngày gì đó cho cái vai diễn này đúng không? Dạ, thật ra thì thường khi mà em nhận dự án em sẽ luôn làm như vậy. Cái đó cũng là một cái mà ba em đã mong em làm được khi mà bắt đầu bất cứ dự án nào. Em cần không gian để em làm việc và ba em cũng không muốn em bị mất tập trung vào những cái chuyện cá nhân hoặc là công việc ở ngoài. Nên là em rất là may mắn khi mà chị Diệp cũng được ba đồng hành và em cũng như vậy và luôn luôn đứng đằng sau hỗ trợ để mà con gái có thể làm tốt nhất và với một cái tâm lý thoải mái nhất luôn. Khi ngồi nói chuyện với lại Ngọc Diệp á, thì Diệp có nói là rất mong là phim này đạt được cái mức độ là hòa vốn của đầu tư trước đã, rồi mới tính đến chuyện là lời lãi ra sao. Trong nghệ thuật thì phải cần có những cái người mà người ta nghĩ đến cái việc là làm một cái tác phẩm nó chỉnh chu, nó hoàn chỉnh trước khi nghĩ đến yếu tố kiếm tiền đã. Bởi vì như vậy thì sẽ không có bị những cái yếu tố đó chi phối cho cái suy nghĩ của mình. Bộ phim này có nhiều cái mà Khang thấy làm được có thể trở thành một cái xu hướng, có nghĩa là đầu tiên là về vấn đề tôn vinh những cái trang phục cổ đã được tái hiện lại một cách rất là đẹp. Ví dụ như là những cái nón mà đội rất là to hay những cái vòng đeo cổ mà Khang có nói với Diệp á. Tại sao người ta đeo như vậy được, thở sao? Rồi ví dụ như là những cái áo với những cái tà mà thêu nó rất là đẹp. Và nó với Khang á, nó đẹp mà nó tinh tế. Và nó thể hiện được cái văn hóa. Thì những cái câu chuyện đó thì cũng hỏi ba chị em luôn là cái phục trang của cái bộ phim này á, nó có khó để mình đeo đó không? Ví dụ như chẳng hạn như cái nón mà cái thi đội á, anh nhìn trong phim anh có cảm giác nó hơi nặng đầu. Và đi di chuyển thì chắc ngoài đời, ví dụ như là ngoài đời mà hiện đại thì chắc chả ai dùng, nhưng mà hồi xưa không hiểu là tại sao người ta có thể đội cái nón nhìn có vẻ rất là cồng kềnh và to như thế. Dạ, thật ra thì em rất là thích đội cái nón đó. Một phần là do cái trán em nó cũng đỡ được cái anh, là nó rất là vừa với cái đầu em luôn. Và thật sự là nó là một cái điểm cộng thêm cho cái trang phục của em rất là nhiều. Cái cổ phục của em nó đã đặc biệt rồi, xong em đổi cái nón nó vô nữa, thật sự là em cảm thấy cái phong cách của người Việt Nam mình nó quá là đặc sắc và nó rất là thú vị. Và em nghĩ nếu mà những cái người bạn nước ngoài của mình làm về điện ảnh luôn ha, mà xem những cái thức phim này chắc chắn họ sẽ về Việt Nam và tìm hiểu cũng như là cũng sẽ muốn mặc những cái bộ trang phục như vậy nữa. Tôi nói như vậy là chắc là các ba chị em cũng đồng ý một cái điều là thật ra cổ phục của Việt Nam á khá là đặc biệt, nhưng mà để làm cho nó đẹp và không bị so sánh với một cái loại cổ phục của một nước nào khác thì đó là điều không dễ dàng. Chắc chắn là khi chiếu phim á, nhiều người sẽ có cái ý tưởng là soi xem nó có giống nước này nước kia hay không. Thì cái bộ phim này Khang thấy đầu tiên cái điểm cộng mà Khang mới xem một cái Khang đã thích, đó là cái phần trang phục rất là tinh xảo và đặc biệt là cái màu sắc phối của nó rất là hài hòa. Thế khi mà anh Victor nói với Diệp về những cái bộ trang phục này á, thì Diệp đã suy nghĩ như thế nào, và cái team mà làm trang phục cho mình á, họ đã phải tìm về yếu tố lịch sử ra sao để có thể thu hút người xem? Anh Victor và anh Kim Sifan, giám đốc mỹ thuật, là hai người bạn thân cả chục năm, hai chục năm nay rồi, cho nên hai anh có một cái sự cầu toàn và kỹ tính rất là hợp với nhau. Hai anh đã nghiên cứu rất là nhiều tài liệu, không chỉ trong nước, nước ngoài, và còn những cái văn bản được dịch thuật ra nữa, những hình vẽ không chỉ trong hình chụp mà là vẽ tay, đó là những cái tư liệu hoàn toàn có thật. Thì mình đã dựa trên những cái đó, và hai anh cũng đã xác định là đây là một bộ phim, cho nên bộ phim thì có thể sáng tạo, cho nên mình sẽ giữ khoảng 70-80% cái phần gốc, phần nền trên cái nền của lịch sử nhà Nguyễn, nhưng mà mình cũng có tự cho phép mình 20-30% là sáng tạo lên. Cho nên là các anh đã thống nhất về một cái hướng đi như vậy. Các bà này mặc áo ngũ thân, rồi cổ thì lật, và những cái vòng cổ như Khang nói là hoàn toàn đúng trong cái văn hóa Việt của mình thời đó. Nhưng mà cái khác biệt một chút xíu đó là về màu sắc. Chẳng hạn như ở bên ngoài là màu mình đã chọn, nhưng mà cái vải lót bên trong thì anh cố tình may một cái màu khác để cho nó có một cái sự nhấn hơn. Khi mà mình đi thì tà nó bay, nó phất ra, nó cũng rất là hài hòa. Diệp thì là một cái cô vô tư, mở hai một cái bà vui vẻ thì là cái màu nổi kiểu tông xanh lá. Còn mở cả thì là đúng kiểu miền Bắc, và chuẩn chỉnh là quyền lực đỏ. Thì là đỏ đỏ, vàng vàng, chầm chầm, đậm và chầm. Còn bé này là mở ba, là một cái tông nó hơi tím xanh xanh, đúng không em? Dạ. Đó, thì những cái tông đó nó sẽ phối với nhau như thế nào. Và ví dụ như cái cảnh mà nhà quan á, tuy là 20-30 người xuất hiện, nhưng mà những cái tông màu nó đều rất là hài hòa với nhau, chứ nó không có bị quê hay là bị loè loẹt. Vâng.
Đó là miếng ghép thứ nhất của chúng ta về cái hình ảnh của một trong những cái đoạn cắt của bộ phim. Đây là cái miếng ghép thứ hai. Thưa quý vị, đây là một cái cảnh mà rất là nóng theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng của bộ phim này luôn. Đó là Kathy cùng với lại Thuận Nguyễn. Cảnh này em đóng bao nhiêu lần? Bao nhiêu tiếng đồng hồ? Bao nhiêu tiếng? Bao nhiêu tiếng hả? Dạ, 3 tiếng. 3 tiếng để đóng cái cảnh này. 3 tiếng là quá hiệu quả rồi, dạ, chứ đáng lẽ đóng 3 ngày á. Dạ, lúc đầu anh để là nhiều lắm, nhưng mà cuối cùng là quay xong trong 3 tiếng cái mọi người đi về. Tại vì cái cảnh này mà cái bộ phim này mới được dán nhãn 18 cộng đúng không ạ? Vâng. Anh cười. Thưa quý vị, tại vì Kathy có bảo là em là Gen Z và em cũng đang bước qua cái giai đoạn là chuyển biến tâm lý gì đó phải không? Hồi nãy em vừa mới nói gì? Khủng hoảng tâm lý tuổi mới lớn, tuổi 20. Thì khi mà được giao cái cảnh nóng này thì tâm lý của em còn khủng hoảng không? Hay là em sung sướng? Ủa, sao gì? Em khám phá, em tới thú gì đó. Chị hỏi chị Diệp là fan hâm mộ của cái cảnh đó. Ôi trời, chị nói sẽ còn dài hơn em nói. Nhưng mà em nói đi. Dạ, đối với em cái cảnh này nó cũng rất là quan trọng. Tại vì bây giờ mình cứ tiếp tục đóng những cái cảnh, nếu mà để gọi là chứng minh là hai người này yêu nhau, đơn giản bằng hành động nắm tay và hôn không, thì sẽ rất là khó để chứng minh được là cái sự nồng cháy và cái sự cuồng nhiệt của hai người này nó như thế nào. Nên là bản thân của em đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, chứ không phải là tới bộ phim này em mới chuẩn bị cho cái chuyện là tới một lúc nào đó ý em là em khao khát được đó trong phim. Em nói rồi là nếu có trường hợp là mình phải đóng cảnh nóng, mình không được sợ. Đây cũng là một phần của diễn viên. Em ơi, tới lúc mà bây giờ ngồi nói chuyện với anh á, thì em còn sợ cái gì nữa? Là tại vì em nói em chuẩn bị cái tâm lý. Mà cái quá trình nuôi tâm lý đó thì đôi khi trong cuộc sống của chúng ta nó là cả một cái quá trình mà chúng ta đã phải thích nghi với nó, hiểu được nó. Và chúng ta biết là diễn viên sẽ phải có đôi khi phải tạm gọi chúng ta dùng từ là hy sinh vì nghệ thuật á. Có nghĩa là sẽ đóng những cái cảnh mà nó hơi hot như vậy. Thế thì em đã phải làm như thế nào để em không bị ngại, không bị ngượng hay là không bị cứng khi mà em thể hiện cảnh đó? Dạ em dùng xíu rượu, rượu ở Bắc Cạn. Lấy ngay cái nhà trọ của em, em lấy em mang đi luôn. Xong rồi em làm một ly, xong đó em mời anh Thuận một ly. Một ly rồi sao phê được, một ly có tí xíu nồng độ rất không, là... cái rượu đó nó cũng khá là nặng á. Rượu của người dân ở trên đó đó. Em thấy mọi người uống xong mọi người cũng xỉn, em mặt em cũng đỏ. Và anh Victor lúc mà em cầm cái ly vô em rất là vui vẻ. Em nói anh Victor nói cái này nhìn giống như rượu quá vậy, có phải rượu không hay là nước suối? Em nói không, rượu đó. Em cố tình em uống để cho một là cái mặt em nó đỏ, với lại thật ra là cái tâm lý mình nó sẽ thoải mái hơn một xíu. Còn về phần quay cái cảnh này á, được một cái là từ lúc đầu là anh đã hứa là đàn ông là không cần thiết là sẽ không có được vô set đâu. Tắt hết monitor rồi ảnh cũng có vẽ ra ở trên bảng là ảnh sẽ quay như thế nào và những cái tư thế như thế nào lúc mà practice và rehearsal rồi. Nên là em cũng đỡ sợ, với lại thật sự là mỗi lần mà bản thân của em mà bị ép vô cái đường cùng là phải làm á, em làm nhanh lắm. Và em làm rất là suôn sẻ luôn. Làm tốt thì để nữa, phải làm lâu mà làm hoài. Không, tại vì em thấy mọi người chị Quang biết sao, em thấy con bé đóng đạt lắm. Em nghĩ con bé là kiểu là chắc là tập luyện nhiều. Dạ không, phải là mà là ảnh chỉ vẽ ra xong em với anh Thuận ngồi nhìn trên cái bảng đó là ok mình sẽ quay như vậy. Xong đó anh Victor có thị phạm với lại chú Hiếu cam off. Hai ông đàn ông sẽ làm xong cái tư thế đó cho hai người này coi. Xong rồi em đứng đó em coi, xong rồi em sẽ đổi lại em vô em làm. Tôi không dám tưởng tượng cái cảnh hai người đàn ông đó làm cái gì. Bởi hai người xin bữa đó không được quay luôn. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì đây là lần đầu tiên em đóng cảnh nóng. Nóng đến mức này. Nóng đến mức này thôi chứ thật ra trong em chưa 18 em cũng có cảnh nóng với lại anh Kiều Minh Tuấn. Xong rồi tiệc trăng mắt không phải là nóng nhưng mà nói chung là cũng hung hung này nọ. Hung thì không nên nóng dạ, đâu. Dạ không phải nóng nhưng mà để mà nói hai cái là chắc cái đầu tiên với lại cái này đó. Dạ. Em đến bây giờ em sự nghiệp điện ảnh em có mấy phim rồi? Dạ 6 phim. 6 phim mà có 2 phim có cảnh nóng rồi. Mấy phim kia cũng có nhưng mà thôi. Mấy phim kia chỉ là hung bình thường thôi, nắm tay bình thường thôi. Như vậy là có thể nói là em sở hữu cho mình một cái gia tài điện ảnh của mình nó khá là ấn tượng đó. Ủa sao chị Oanh chị cười vậy? Có khi chị cũng khao khát thì sao? Đó, đó.
Quý vị, chị Oanh là người mà có thể nói là rất là thâm niên trong nghề, đến đây là nghệ sĩ ưu tú và gần như là đủ điều kiện để xét phong nghệ sĩ nhân dân rồi. Nhưng mà đâu phải ai trong cuộc đời cũng may mắn có được cơ hội để đóng những cái cảnh nóng mà nghệ thuật nha. Đúng rồi. Cảnh nóng nghệ thuật mà nó làm cho người xem người ta thấy là nó phải cần thiết, không thể cắt được và giữ được trong cái bộ phim này. Anh nói em ngại quá. Không, mình cái này là cũng phải chúc mừng cái thì đấy, bởi vì là không phải nghệ sĩ làm điện ảnh nào mà cũng có được một cái gia tài cảnh nóng như thế. Thật ra cái cảnh đó em cũng tính dữ lắm, em tính trước rồi là hung mấy cái rồi đổi vị trí như thế nào là rồi tính sợ ở đâu chứ không phải là rồi, lúc nào nắm lúc nào mở. Đúng rồi, là em đã tính hết và em cũng ngồi giống như là anh Victor, em anh Cam Off với là anh Thuận ngồi bàn với nhau trước là em sẽ hôn ba cái, sau đó mình sẽ ngừng lại, sau đó mình sẽ làm những cái khác rồi mình sẽ tiếp tục tính kỹ chứ lắm. Không phải là mình không có tính để mà mình cứ vô đó mình em với anh Thuận tự làm với nhau đâu. Tưởng như rất là cảm xúc tự nhiên nhưng thật ra là đằng đều sau được chúng tôi đã tính rất là chi tiết. Anh Tân cũng vậy, chỉ tính từng cái góc quay của máy rồi ánh sáng thế nào vân vân và chia sẻ hết một cái shortlist như cho tất cả mọi người để mà làm theo. Cho nên khá là khoa học và logic trong một cái cảnh nóng bỏng. Không, tôi thì tôi thấy là cũng có một phần áp lực đối với các anh camera quay cái cảnh đó. Không, anh vui, anh thích. Anh vui, chú vui lắm tại vì chú vui. Nói là chú quay nhiều phim với em lắm rồi. Cả chú focus luôn, nói chung là những người đó đã đồng hành hầu như là phim nào cũng thấy mặt luôn á. Là chú quá quen. Cho nên là em cũng không bị căng thẳng. Em không bị căng thẳng mà em cũng biết là chú rất là quan tâm và chú sẽ không bao giờ làm em bị gì hết. Là bảo vệ giống như một người trong gia đình. Nên là chăm sóc rất kỹ, là người nói con có ok không, con ok thì mọi người mới làm, còn không thì thôi. Thì vấn đề là cái không khí làm việc ở đó nó không phải còn là làm việc nữa, giống như là mọi người đang cùng với nhau để hỗ trợ em. Tất cả mọi năng lượng mọi người đều dồn vô cho em và anh Thuận hết để hai đứa có thể thực hiện cảnh quay. Chứ thật sự là để mà nói một cô gái 24 mà làm cái cảnh đó trước mặt thì các anh quay phim thì cũng ngại lắm. Nhưng mà được một cái là em quá may mắn là những người đồng hành cùng với em là những người tuyệt vời. Anh cũng muốn hỏi là Thuận Nguyễn lúc mà đóng với em á, anh có bị căng thẳng không? Tại vì đừng có nghĩ là phụ nữ đóng cảnh nóng là bị căng thẳng đâu em nha. Em nghĩ vậy đó. Nam giới người ta đóng cảnh nóng cũng bị căng thẳng nữa. Tại vì mọi người đang mong chờ người nam là phải là người dẫn dẫn chương trình đó. Dẫn chương trình đó. Anh cứ nghĩ đến cùng từ dẫn chương trình luôn. Không, là dẫn dắt nhiệt cảm xúc. Dẫn dắt. Tại vì thường là sẽ là như vậy, nhưng mà ở trong cái trường hợp như anh Thuận là anh rất là nhường em. Anh nói ok bây giờ em muốn ba hung ba cái đúng không? Mình hung ba cái. Sau đó em muốn quay bên này quay bên nào như thế nào là ảnh đều theo em hết. Nên là em cảm thấy thật ra là anh Thuận là ảnh ngại hơn em á. Ảnh ngại giùm em luôn. Mà quay cũng ok lắm, không sao hết đâu anh. Nhân đây thì cũng xin chia sẻ với đạo diễn Victor Vũ là hơi thiếu công bằng với hai người vợ còn lại. Không có được một điểm. Không có một cái cảnh nào cho bà cả. Trời ơi, có một điểm nào mà là tôi làm với ai với ông Đức Trọng hả? Không phải làm công bằng hơn. Chị là chỉ nơi một cái cảnh là đi ngang qua phòng thôi. Nghe tiếng xong đi ra chỗ khác. Em tưởng là có một cái thôi. Sau tí nữa em đọc em thấy hai cái, cuối cùng là thành bốn cái. Bốn cái. Số hưởng quá trời đấy. Người ăn không hết kẻ lần không ra. Đúng rồi. Cái câu của bà ta nói vậy. Lần ra có ngọc hai mắt. Bà em kể cho anh một ngày đi làm việc của em là ca sáng em sẽ làm em sẽ phân cảnh với Quang Đức Trọng, ca trưa là anh Thuận và chiều là em đẻ luôn. Một ngày là mình quay ba cảnh. Cứ riêng ngày đó thôi, tại vì ơi phải xong cái bối cảnh đó luôn. Là một ngày no say, một ngày là no say. Là một cái cảnh mà lần đầu là cái cảnh đầu tiên đó là cục dây với lại ông Đức Trọng đó hả? Cái cảnh thứ hai là ca sáng. Ca sáng. Rồi ca trưa là sẽ là anh Thuận Nguyễn. Và tối là đẻ luôn. Đẻ là cảnh đẻ. Đó mới chính là cái khó của em khi em đảm nhận cái vai này, có nghĩa là có những thứ mà em đã chưa từng làm hoặc là chưa từng trải qua, chưa từng được theo anh là có thể là học nữa. Tại vì em không biết là đối với trường sân khấu của chị Oanh dạy thì chắc chắn là cũng phải có dạy một số cái kỹ năng nào đó trong những cái trường đoạn mà mình diễn xuất khó, mình chưa có được trải nghiệm đúng không ạ? Nhưng mà Katie thì khi mà nhận cái vai này đã phải tưởng tượng vượt mức cái mà khả năng mà mình đã từng trải qua. Thì đó cũng là một cái thành công bởi vì em diễn khá là thật. Người xem không có cảm giác nó là kịch hay là phim khi mà mình đóng đúng không ạ? Quay trở lại với lại câu chuyện thì
Anh thấy một cái điều trong cái bộ phim này đó là câu chuyện của bà cả ở cái vấn đề là cái phần diễn tả cảm xúc và cái sự độc ác cũng như là cái sự đanh đá của bà ấy. Em rất thích một cái cảnh lúc mà bà ấy giằng co để cuối cùng bị chết cháy á. Dạ. Cái cảnh đó là một trong những cái cảnh mà em cảm thấy nó là đỉnh điểm của cao trào trong cái sự giằng xé và xung đột của giữa hai nhân vật. Thế thì cái cảnh đó chị đã phải thực hiện như thế nào? Trong bộ phim này có một cái câu thoại mà khi nhân vật Nhân nói với cả Linh là nó sống hay mình sống. Đấy là một cái câu mà Oanh đã mang cái tâm lý đấy để đến với cái phòng Cathy ngày hôm đấy. Bởi vì khi mà mình phát hiện ra cô ấy đã giấu giếm một cái việc gì đấy mà trong nhà đang xảy ra rất là nhiều chuyện, thì mình đã hoàn toàn mình có thể chắc chắn về cái linh cảm của một người đàn bà, nó chắc chắn là mình đã phải gặp nguy hiểm rồi. Và khi đến phòng thấy cô ấy giấu giếm thì bắt buộc là phải xông vào. Và ở trong lòng cái nhân vật bà cả ấy là muốn cho Linh cũng phải chết cơ. Bà ấy có cái dã tâm đấy từ cái lúc mà thám tử Kiên đến. Bà ấy nói rằng là nếu như mà tha cho con Linh thì tôi cũng sẽ không để yên đâu. Thì bà ấy cũng đã biết rằng là Linh có những cái nó không giống như là Công Dung Ngôn Hạnh rồi. Và nó đã là một người phụ nữ như thế mà mình không thể dung túng được. Đây là cái lý do và là cái cơ hội để mình bắt tại trận. Nói chính xác ra là khi mà bà ấy nhìn thấy cái cuốn sổ đấy thì bà biết là cả nhà của mình sẽ gặp nguy hiểm. Thế và bắt buộc phải giằng co. Mọi người để ý mà xem, tất cả những cái cú đâm của các nhân vật thì hầu như chỉ đâm một cái. Nhưng người phụ nữ này đâm ba cái. Không đơn giản một chút nào. Tức là trong lòng bà ấy thì có quá nhiều thù hận với cô Linh rồi. Mặc dù cái thù hận đấy tự bà ấy dựng lên. Thế nhưng mà bà ấy phải đạt được cái mục đích đấy. Và bà ấy phải cướp lại cái cuốn sổ, chứ không thì cả nhà này sẽ đi hết, mà nó đi cả đến bố bà ấy nữa. Bà ấy cũng phải bảo vệ gia đình bà ấy chứ. Bởi vì cái cuốn sổ đấy nó rất là nguy hiểm. Thực ra cái mặt của Oanh lúc đấy rất là dữ. Vì lúc đấy là một là sống, hai là chết. Cảnh đấy là buổi đầu tiên, ngày đầu tiên anh đi quay. Ngọc Anh phải mang toàn bộ tâm lý. May quá lúc đấy cũng chưa thân với Cathy nhiều nên đâm nó cũng dữ dằn lắm. Chứ sau này có khi lại ngại tay. Có khi bây giờ sau khi một thời gian đi quay với Cathy có khi lại yêu nhân vật thì đâm lại nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà vì nó là ngày đầu tiên nên là cũng chưa thân lắm. Nên cái nét mặt và cái những cái mà mình nuôi ở trong lòng, cái lòng hận thù đấy, bản thân nhân vật, ví dụ như một người diễn viên như Oanh phải nuôi cái lòng hận thù đấy, nó phải đầy ấm áp như thế thì Oanh mới có thể đâm một người ba nhát liền. Chứ bình thường thì trong phim chỉ một lần là xong thôi. Và thật ra thì cái cú đâm đó cũng một phần nào đó nói về cái sức chịu đựng của cái người phụ nữ đã được giải tỏa. Thông qua một cái hành động mà tất nhiên là nó làm hơi mang tính bạo lực một tí xíu. Nhưng mà rõ ràng họ không có sự lựa chọn. Trong một cái, chúng ta dùng cái câu là tức nước vỡ bờ để nói về cái sự phản kháng của họ. Những cảnh quay trong phim nhận được rất nhiều phản hồi tích cực về việc là cảnh của Hồ Ba Bể rất là đẹp. Những cái ngày mà đoàn phim đến với Hồ Ba Bể để mà quay hình á, thì mọi người đã thích nghi với lại không gian ấy như thế nào? Và quay ở đó thì sướng hay cực? Và cái quá trình mà mình quay mấy chục ngày ở cái đoàn phim, ở một cái không gian mà thường người ta dùng để nghỉ dưỡng thì không biết là thực sự nó mang lại cho mọi người cái cảm xúc như thế nào đối với Cathy? Em rất là thích Hồ Ba Bể. Tại vì em rất là thích thiên nhiên nên khi mà tới đó là em đã cảm thấy nó rất là phù hợp với mình rồi. Và thật ra nhiều khi mình cũng cần phải có một khoảng thời gian bớt sử dụng điện thoại lại, bớt mạng xã hội và cũng như là tách biệt bản thân với mọi thứ nó tấp nập ở thành phố. Nó cũng rất là cần thiết để mình có thể làm tốt hơn cho cái vai diễn của mình. Có thể đó là một cái địa điểm quay mà chắc chắn em rất là thích và mong muốn nếu mà có cơ hội được quay lại lần nữa. Khi mà mình quay xong cái phim đó Dịp, là tất cả những cái cảnh quay đó là mình tháo ra
hay là mình sẽ giữ lại cho bên cái địa phương đó? Thật ra là cũng rất là tiếc, bởi vì cái làng mà mình dựng lên á, nó sẽ bị ngập vào những cái mùa mưa bão, nên thành ra là buộc lòng là phải tháo đi. Nhưng mà chính quyền địa phương đã xin cái bản thiết kế và đã chụp hình lại để có thể là dời cái làng nó vào một cái mảnh đất nó có thể bảo vệ được cái thiết kế đó, cái xây dựng lại y chang như vậy để cho khách du lịch hoặc là người dân có thể đến tham quan. À, trong phim thì lúc mà anh xem thì có những cái cảnh anh rất là thích ở cái nhân đoạn em khóc á. Tại vì nó đẹp á, khóc mà cũng đẹp. Nó đạt được cái cảm xúc khi mà mình rơi nước mắt, hoặc đôi khi chỉ là những cái ngấn ngấn ở trong cái ánh mắt của mình. Em chắc là một cô gái đa sầu đa cảm. Có lúc thì em rất là mạnh mẽ, cứng đơ, nhưng mà một khi mà đã mất ước rồi là không ai mất ước lại em đâu. Nhưng mà thật ra thì em cũng có những cái technique riêng, những cái cách riêng để mà mình lấy được cái cảm xúc. Nhưng mà hầu như là thường là em sẽ nhớ lại những cái khoảnh khắc mà yêu thương nhất. Thì tình yêu thương sẽ thường sẽ làm em xúc động nhanh nhất. Nhưng mà lúc đó là em đang nghĩ cho nhân vật hay là em nghĩ đến cái cảnh yêu thương nào đó của em trong em, kỷ niệm đời em? Em nghe cái câu thoại. Thường thì chị sẽ thấy là lúc em tập mấy lần đầu em sẽ không tập hết mình. Em sẽ luôn để dành. Em sẽ nghe rất là kỹ, em phải hiểu là người ta đang nói cái gì. Nên là ví dụ cái cảnh mà em đang nói chuyện với Đông Nhi nha, là từng câu nói nó sẽ là một nhịp để nước mắt em rơi. Tại vì em hiểu nó và em cảm nhận nó trọn vẹn luôn á. Kể cả cái khúc cuối cùng tới cái lạy thứ ba là cái lạy mà đối với em nó rất là cô ấy không còn cái khả năng để làm, để mà tiếp tục hạnh phúc nữa. Nhưng mà cái giây phút đó lại là cái giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời của Linh. Thì đối với em là khi mà em diễn để mà lại cảm xúc là hầu như là em phải rất là hiểu cái câu nói người kia đang nói và em đang nói cái gì. Em chỉ cần hiểu được là em hiểu được hoàn toàn cho nhân vật em. Thật ra trong suốt cái toàn bộ cái quá trình mà rơi nước mắt á, chỉ có một lần duy nhất là nước mắt cuối cùng là nước mắt hạnh phúc thôi. Còn suốt cái cả hành trình của cô Linh này, đó là giọt nước mắt của đau khổ, đau đớn, chịu đựng, rồi thậm chí cả những cái giọt nước mắt khi bị tổn thương bởi những cái gì, từng đoạn mà bà cả đánh con gái của mình chẳng hạn, ví dụ như thế. Đó là giọt nước mắt bất lực. Quay trở lại với câu chuyện này thì Khang cũng được biết là đây là bộ phim mà khá là tốn kém của anh Victor Vũ. Và Diệp cũng từng chia sẻ là phải đạt khoảng 100 tỷ thì mới hòa vốn, đúng không? Thật ra là cũng không đến đâu, không đến đâu. Ít hơn. Tại vì mình cũng đã bán được cho các kênh như là Netflix và một số cái kênh chiếu VOD rồi, nên cũng nhẹ nhẹ lòng được tí. nhưng mà vẫn mong là mọi người ra rạp ủng hộ tụi em nha. Ủng hộ 100 vé đi ạ. Dạ, chắc chắn rồi. Khi mà Nguyên Khang thực hiện cái chương trình này là Khang cũng muốn khán giả sẽ có cơ hội xem nhiều hơn bộ phim này trong cái thời điểm ra rạp. Lần nữa xin được cảm ơn ba nhân vật của chúng ta và rất là mong quý vị khán giả sẽ đến rạp để ủng hộ bộ phim này, để những nhà làm phim có thêm cái cảm hứng để đưa thêm nhiều dòng phim cổ trang giới thiệu đến quý vị khán giả màn ảnh rộng. Lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh, cảm ơn diễn viên Đinh Ngọc Diệp, cảm ơn diễn viên Kê Tiên Nguyễn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Mến chúc ba diễn viên sẽ luôn xinh đẹp, thành công và sẽ có thêm nhiều dự án ấn tượng hơn nữa. Xin cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị, một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi trong The Khang Show. Mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chào quý vị, mình là Kim Oanh. Mình là Đinh Ngọc Diệp. Mình là Katie Nguyễn. Mong mọi người sẽ đón xem tập tiếp theo của The Khang Show. Đón xem The Khang Show lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần và đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo khi có tập mới nha. Chương trình với sự bảo trợ của nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Biết nhiều về nghệ thuật hoặc điện ảnh luôn. Tới lúc mà em đi làm phim là ba em đặt mấy cái câu hỏi rất là thiên về mặt kinh doanh và nó rất là nghiêm trọng á.